Mà các bạn biết được cái quy luật mà chúng ta có thể chơi được bản nhạc này thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Và đây là một bài nhạc mà ở điệu slow rock theo cái kiểu nhịp 6-8, đúng không? Đúng rồi. 1-2-3, 1-2-3, mạnh nhẹ nhẹ mạnh như Phi Phi nói vậy đó. Cái chúng ta cứ đàn mạnh nhẹ cảm nhẹ giống như mạnh. Là mình được khiêu vũ đúng không? Đúng rồi, mình khiêu vũ vậy đó. Chính xác luôn đó các bạn. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Chúng ta hãy cùng bắt đầu để chúng ta hãy xem coi Phi Phi đã chinh phục bài này như thế nào và Phi Phi sẽ thuộc lòng tại chỗ chúng ta ngày hôm nay. Và Phi Phi thuộc là các bạn cũng thuộc luôn nha. Rồi yeah, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Hallelujah. Hôm nay là Phi Phi sẽ đệm cho mình hát đó nha các bạn. Rồi bắt đầu vô nha. Rồi đây là đô trưởng. Thì giờ thì cứ đàn đô trưởng rồi qua la thứ thì trở về đô trưởng là la thứ thôi. Đó. Slow rock. Bum bum bum. Phi đàn có hai hợp âm. Giờ Phi nhớ là hai hợp âm này luôn chưa? Đô và la. Đúng rồi. Chỉ có hai hợp âm thôi, quá dễ đúng không? Còn tay trái chúng ta sẽ đàn là lim ba đơn, tưng tưng tưng. Rồi sau đó tay phải chúng ta sẽ đàn rê mi son, đúng không? Rê mi son. Rồi sau đó là tay trái tưng tưng chi la để qua la thứ. Rồi sau đó là mi la. Rồi tay phải chúng ta sẽ đàn là đô mi son. Rồi sau đó tay trái chúng ta sẽ là la si đô. Đó, để trở về đô. Ví như vậy là xong được đoạn intro rồi, các bạn thấy dễ không? Yeah. Nhiệm vụ của Phi ngày hôm nay là đếm được cho Mạnh hát được bài này một cách trọn vẹn nhất. Các bạn hãy xem nhé. Ta-ta-ta-ta. Rồi, như mình đã nói đó là chúng ta chỉ có hai hợp âm thôi, là đô trưởng và la thứ ở lúc đầu. Rồi chung với nha. Rồi, chúng ta có là mi son 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 son. Các bạn phải nhớ được cái giai điệu của nó là mi son ta da ta 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 ta. Thì các bạn biết là son này thì chúng ta có thể đi viết hợp âm gì? Hợp âm đô trưởng, đúng không? Nhớ đô trưởng nha. Son son la 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 là chúng ta sẽ quay trở lại là thứ. Đó. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại đô trưởng lần nữa. Mi son lặp lại chang. Rồi qua la thứ. Đúng rồi. Dạ, và Phi Phi sẽ đệm theo điệu slow rock. Đó có nghĩa là đô mi đô son đô bấm bấm si la bấm bấm. Đó âm đô son đô chất âm si la. Đó, được chưa? Vậy là Phi nhớ được hai hàng rồi đó. Yeah. Đúng không? Và bây giờ chúng ta hả? But you don't really care for music, do you? Đúng không? Thì á, bật đơn. Thì son la này thì chúng ta có thể đi với lại hợp âm bậc 4 của đô trưởng là pha trưởng. Yeah. Đó thì mình sẽ đệm là pha đô pha hợp âm pha trưởng rồi đó. Rồi xong thì có thể trở lại pha đô chẳng hạn. Đúng không? Đó, hiểu không? Đúng rồi. Sau đó phi qua bậc 5 của đô trưởng là son trưởng là son re son. Đó, rồi sau đó thì trở về. Phi đang đi bass liền bạc cũng rất là hay đó nha. Yeah. Rồi các bạn nhớ chưa? Chúng ta có đô la, rồi sau đó chúng ta qua pha son trở về đô. Được chưa nào? Rồi bây giờ Phi sẽ đàn và mình hát cái đoạn này nha. Nhớ nha các bạn, đô la pha son đô. Rồi hai và I heard there was a secret chord. Qua đô đô da da. It pleased the Lord. Qua pha rồi xong chúng ta qua son. Qua la nữa hả? Thôi đô là được rồi. Rồi nếu mà Phi muốn quay trở lại một cái đoạn nhạc như vậy á thì Phi sẽ qua bậc 5 của đô trưởng, đó chính là gì? Đô re mi fa son trưởng. Đó Phi phải đàn là tăng 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 chẳng hạn. Hay là Phi đàn đều đều này cũng được. Đó, được chưa? À, mình chưa? Tự do sáng tạo. Đúng rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Rồi hai và từ đầu không? Không, chúng ta sẽ quay trở lại là quay trở lại cái hợp âm đô trưởng đó để chúng ta qua cái câu 2 chứ, đúng không? Các bạn đã nhớ câu 1 rồi mà. Rồi chúng ta sẽ qua câu 2 nha. Well, it is like this, the four. Rồi cái chỗ này là four la này chúng ta sẽ qua bậc 4, sau đó chúng ta sẽ qua bậc 5 của đô trưởng là pha trưởng và qua son trưởng. Em phát hiện ra có cái hay là cái sao từ vậy? Four, cái tiếng qua bậc 4 là pha, cái từ fifth. Đúng rồi. Fifth hả? Fifth có nghĩa là bậc 5. Thấy chưa? Hay không? Các bạn nhớ là the four là qua pha.
là bậc 4 của đô trưởng. The fifth là bậc 5 của đô trưởng. Là đơn giản rồi. The minor four, minor four có nghĩa là gì? Minor four có nghĩa là mùa thu là lá rơi nhẹ nhẹ. Minor thì chúng ta sẽ dùng A minor là la thứ, dễ chưa? Wow. La thứ rồi sau đó chúng ta sẽ major lift là chúng ta sẽ quay trở lại F major qua pha chữ đó. Da 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 da. Chúng ta qua son trở về mi 7 rồi chúng ta sẽ qua đến la thứ, đơn giản vậy thôi. Đó rồi. Bây giờ để làm sao nhớ đây? Các bạn sẽ nhớ cho mạnh nè. Đô trưởng, pha trưởng, son trưởng, đúng không? The minor four có nghĩa là minor A, có nghĩa là la thứ. Rồi sau đó major lift có là major F, là pha trưởng. Sau đó chúng ta trở về bậc 5. Và trước khi chúng ta trở về bậc chúng ta qua son trưởng, rồi sau đó trước khi chúng ta trở về la thứ thì chúng ta sẽ trở về bậc 5 là mi thứ, mi 7 và sau đó kết thúc ở la thứ. Đó, dễ chưa? Đó. Rồi bây giờ nhớ lại nha. Đô trưởng, pha trưởng, son trưởng. Rồi chúng ta sẽ qua la thứ. La thứ. Rồi major lift là major F. Rồi chúng ta qua bậc 5 của đô là son. Rồi chúng ta sẽ qua mi 7. Và chúng ta kết thúc ở la thứ. Đó, là xong rồi đó. Là xong được cái đoạn này rồi đó, nhớ chưa? Rồi bây giờ hả, mình sẽ đàn cho anh hát nha. Well, it goes. Đúng rồi. Câu 2 của bài Hallelujah. Where it goes like this, the fourth and the fifth, the minor fourth and the major lift, the minor king composing Hallelujah. Đó, mình đã làm được rồi đó, phải không? Cái mi 7 á, thì có thể đàn là mi, si, mi thì cũng được, mà tay phải mình sẽ đàn là hợp âm mi 7, rất là đơn giản thôi. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi, được không? Đó. Chúng ta quay trở lại lần nữa nha. Nhớ nha, bây giờ hả Phi đừng nhìn vào đây mà Phi nhắc lại cho anh nha. Đô trưởng, pha trưởng, son trưởng. Đó là từ đầu luôn đó, đúng không? Cái câu 2 đó, đô pha là son, đúng không? Yeah. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua minor four là gì? Là gì? Là thứ. Rồi qua major lift là gì? Pha trưởng. Rồi chúng ta qua son trưởng, mi 7 và trở về la thứ. Và la thứ chính là hợp âm song song với lại đô trưởng. Rất là đơn giản vậy thôi đó các bạn. Rồi bây giờ nha, chúng ta sẽ nhắc lại nhớ cho cả Phi Phi và cho tất cả các bạn nhớ là cái hợp âm nào. Đô là, đúng không nào? Rồi sau đó chúng ta qua phà son và trở về đô. Và chúng ta nhớ là đệm theo điệu slow rock nhé. Rồi sau đó chúng ta qua đến câu 2 là gì? Đô pha son la, rồi trở về pha son mi 7, rồi sau đó trở về la. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ qua đến phần điệp khúc mà thôi, là pha đô. Rồi đến pha đô, rồi qua son trở về đô. Đó, dễ ha. Và bây giờ chúng ta hãy làm lại nha. Rồi bắt đầu nha. Không được nhìn bài luôn hả? Không nhìn bài luôn. Rồi, đô hai vô. Da 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 lặp đi lặp lại như vậy 5 lần, bởi vì bài này có đến 5 lời đúng không? Thì các bạn cứ lặp đi lặp lại đến khi nào mà mọi người mệt thì thôi. Bởi vì kết thúc là Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Và cứ như vậy mà các bạn lặp đi lặp lại như vậy đó. Chỉ cần nhớ cho mạnh đúng một lời như thế và các bạn không cần phải lo về hòa âm nữa. Bởi vì những bài nhạc thánh ca được một cái là khi mà chúng ta nhớ được cái vòng hòa âm rồi thì chúng ta sẽ không cần phải nghĩ đến những vòng hòa âm khác nữa, mà nó chỉ có lặp đi lặp lại như vậy mà thôi. Dễ không nào? Yeah. Rồi bây giờ nha, bây giờ hả mình sẽ hát một cách trọn vẹn cái đoạn này để Phi Phi có thể đệm cho mình trọn vẹn luôn nha các bạn. Và Phi Phi sẽ bắt đầu với intro là đô la thôi. Wow, cái này cũng ý nghĩa quá. Đô la, rồi bắt đầu nha. But you don't really care for music, do you?
mind of fawn and the maze of live, the Bible keep composing. Giờ là Phi Phi có thể vừa đàn vừa hát luôn các bạn. Thường là Phi Phi á đệm cho mạnh hát thôi, hoặc là nếu mà Phi hát á là mạnh đệm, chứ không bao giờ một cái chuyện mà vừa đàn vừa hát, đúng không? Yeah. Nhưng mà các bạn biết được rằng á là những cái tác phẩm âm nhạc mà nếu chúng ta biết được cái vòng hòa âm và chúng ta đàn một cách rất là đơn giản, này nha, không có được làm phức tạp nha, đơn giản, không được làm phức tạp. Bởi vì còn phải tập trung hóa nhớ lời nữa. Thì chúng ta mới có thể là chúng ta thể hiện được hết cái cảm xúc và tạo được cái màu sắc cho bản nhạc được nha các bạn. Đúng rồi. Và hả, Mạnh và Phi chúc cho các bạn là có một mùa Giáng sinh thật là vui và luôn luôn đam mê piano và chơi piano thật là hay, và đặc biệt là những bài nhạc Giáng sinh như thế này, đúng không? Yeah. Vậy tạm biệt các bạn và Merry Christmas. Yeah.